Chào mừng các em học sinh khối 7. Hôm trước chúng ta học ôn tập chương 4 tiết 65. Hôm nay chúng ta tiếp tục ôn tập chương 4 tiết 66. Trước hết chúng ta kiểm tra bài cũ. Câu số 1, tích của hai đơn thức 2x mũ 2y và trừ 6x y mũ 3 là. Như vậy để tìm tích của hai đơn thức thì chúng ta lấy phần hệ số nhân hệ số, phần biến nhân với phần biến. Phần hệ số là âm 2 nhân âm 6 là âm 12. X mũ 2 nhân x chính là x mũ 3. Y nhân y mũ 3 là y mũ 4. Vậy đáp án đúng của mình chính là đáp án C. Câu số 2. Giá trị của biểu thức 2x mũ 4 trừ 3x mũ 2 cộng 5 tại x bằng 0 là. Như vậy chúng ta tính giá trị của biểu thức này thì chúng ta phát hiện là chúng ta thấy biểu thức này là biểu thức đã được thu gọn. Chúng ta chỉ cần thay x bằng 0 vào biểu thức thì chúng ta thấy kết quả của mình sẽ là 5. Như vậy đáp án đúng là đáp án B. Tiết trước chúng ta đã làm bài tập 6. Cô yêu cầu em về nhà là bài tập 62. Cho hai biểu thức. Câu A, sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến. Em quan sát BX của mình. Nó có 2, 4, 6 hạng tử. Thì ở đây x mũ 5 không đồng dạng với đơn thức nào hết. X mũ 2 thì đồng dạng với lại cộng x mũ 2 trừ 3x mũ 2 đồng dạng với x mũ 2. 7x mũ 4 và trừ x mũ 3 với trừ 1 hỏi x thì không đồng dạng. Kết quả của chúng ta thu gọn như sau. À, như vậy chúng ta cũng đã sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến. Số mũ cao nhất đến số mũ cao nhất là 5 đến 4 đến 3 đến 2 và đến 1. Đối với QX chúng ta thấy là mũ 4 nè, mũ 5 nè, mũ 2 nè, mũ 3 nè, mũ 2 nè, mũ 0. Như vậy để sắp xếp thì trước hết chúng ta phải thu gọn đa thức này. Thì các em thấy là gì? Mũ 4, mũ 5 không đồng dạng với đơn thức nào hết. Chúng ta sẽ viết lại nè. X mũ 2 đồng dạng với cộng 3X mũ 2 là 4X mũ 2. Trừ 2X mũ 3 không đồng dạng. Trừ với ai? Trừ 1 phần 4 x 1 phần 4 cũng vậy, viết lại. Vậy đáp án QX của mình sẽ bằng trừ x mũ 5 cộng 5x mũ 4 trừ 2x mũ 3 cộng 4x mũ 2 trừ 1 phần 4. Câu B yêu cầu chúng ta tính BX cộng QX và BX trừ QX. Thì ở đây chúng ta sẽ cộng trừ 2 đơn hai đa thức, một biến theo cột dọc. Chúng ta sẽ sắp xếp BX, QX sao cho các đơn thức đồng dạng trên cùng một cột. Đây, như vậy đây là mũ 1, mũ 1 không có thì chúng ta trừ trống ra. Và một âm 1 phần 4 là mũ 0. Chúng ta để riêng ra ngoài, cộng VX cộng QX bằng X mũ 5 trừ X mũ 5 hết. 7 cộng 5 12 X mũ 4 trừ 12 trừ 2 là trừ 14 X mũ 3. 1 cộng 4 là 5, 5 X mũ cộng 5 X mũ 2. Viết lại âm 1 phần 4 X âm 1 phần 4 cũng viết lại. Vậy kết quả BX cộng QX bằng trừ BX trừ QX. Như
Như vậy, khi thực hiện phép trừ, thì bước 1 chúng ta cần phải đổi dấu cái hạng tử quy x. Chúng ta dùng bút chì, chúng ta đổi dấu trừ thành cộng, cộng thành trừ, trừ thành cộng, trừ, trừ thành cộng. Và chúng ta sẽ tính bx trừ quy x bằng 1 cộng 1 là 2x mũ 5, cộng 7 trừ 1 là, xin lỗi, cộng 7 trừ 5 là cộng 2 x mũ 4, trừ 10 cộng 2 là trừ 12, cộng 2 là trừ 10 x mũ 4, 1 trừ 4 là thành trừ 3 x mũ 2. Viết lại hạng tử âm 1 phần 4 x và cộng 1 phần 4 x, 1 phần 4 x lại. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong việc cộng trừ các đa thức một biến. Vậy để cộng trừ đa thức một biến thì bước 1 chúng ta cần phải thu gọn và sắp xếp các hạng tử theo lũy thừa tăng dần hoặc giảm dần của biến. Sau khi sắp xếp, thu gọn và sắp xếp xong thì chúng ta sẽ thực hiện b cộng trừ đa thức một biến theo cột dọc cho nó đơn giản. Chúng ta cần lưu ý là gì? Các đơn thức đồng dạng phải xếp trên cùng một cột. Khi cộng trừ đa thức hàng dọc, ta phải viết các hạng tử đồng dạng cùng một cột dọc. Ở bài 63, người ta cho mình đa thức MX, sắp xếp các hạng tử cả đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến. Tính MX và tính M1 và M-1 chứng tỏ rằng đa thức không có nghiệm. Như vậy theo bài 62, để sắp xếp các hạng tử theo lũy thừa giảm dần của biến thì chúng ta cần quan sát MX của chúng ta đã được thu gọn chưa. Nếu chưa được thu gọn thì chúng ta phải thu gọn rồi mới sắp xếp. Xin lỗi. Sắp xếp MX. Như vậy ở đây trước khi sắp xếp chúng ta quan sát là ở đây chúng ta có là MX nó có các hạng tử sau nè. 2 nè, 4, 6, 8. Như vậy 5x mũ 3 sẽ đồng dạng với trừ x mũ 3, trừ 4x mũ 3. 5 trừ 1 trừ 4 là hết nè, x mũ 3 là hết. 2x mũ 4 trừ x mũ 4, 2 trừ 1 còn 1x mũ 4. Trừ 1 cộng 3x mũ 2, 2 này đồng dạng, trừ 1 cộng 3 là cộng 2x mũ 2 cộng 1, viết lại. Và chúng ta sẽ có kết quả như sau. MX của mình sẽ bằng x mũ 4 cộng 2x mũ 2 cộng 1. Sau khi thu gọn và chúng ta thấy là đây đã được sắp xếp. Như vậy yêu cầu A đã xong. Sang yêu cầu B, tính M1 và M-1 thì chúng ta sẽ thay 1 vào giá trị của x. Thì M1 của mình sẽ bằng 1 mũ 4 cộng 2 nhân 1 mũ 2 cộng 1 và sẽ bằng 4. M-1 trừ 1 mũ 4 cộng 2 nhân trừ 1 mũ 2 cộng 1. Và kết quả của mình sẽ bằng 1 trừ 1 mũ 4 chính là 1, trừ 1 mũ 2 chính là 1. Lũy thừa bậc chẵn của cơ số âm là số dương là số 1. Lũy thừa bậc chẵn của cơ số âm là số dương cũng là 1. Như vậy các em phát hiện rằng M1 và M-1 ở trường hợp này thì hai giá trị này bằng nhau. Vì hai số đối nhau, số mũ bằng nhau thì kết quả của nó sẽ bằng nhau. Câu C chứng tỏ rằng đa thức không có nghiệm. Vậy để chứng minh MX của mình không có nghiệm thì chúng ta
còn chỉ ra như sau, Kim phát hiện MX của mình nó có 3 hạng tử. Hạng tử thứ nhất đó chính là x mũ 4. X mũ 4 sẽ lớn hơn bằng 0 với mọi x. Hạng tử thứ hai, 2x mũ 2 cũng sẽ lớn hơn 0 với mọi x thuộc R. Và từ đó ta suy ra x mũ 4 cộng 2x mũ 2 cũng lớn hơn bằng 0 với mọi x thuộc R. X mũ 4 cộng 2x mũ 4 nên x mũ 4 cộng 2x mũ 4 cộng 1 cũng sẽ lớn hơn 0 với mọi x thuộc R. Như vậy đa thức này chính là MX, hay MX của mình sẽ lớn hơn 0 với mọi x thuộc R. Nên chúng ta kết luận đa thức MX sẽ không có nghiệm. Để đa thức có nghiệm thì MX phải bằng 0. Nhưng đối với trường hợp này, MX luôn lớn hơn 0 với mọi x thuộc R. Do đó, đa thức này không có nghiệm. Chúng ta tiếp theo sang bài tập số 1. Trong các số cho bên phải mỗi đa thức, số nào là nghiệm của đa thức đó? Như vậy để kiểm tra số là nghiệm của đa thức, số nào là nghiệm của đa thức, người ta làm như thế nào? Chúng ta sẽ thay từng số vào trong đa thức. Nếu số nào làm cho đa thức đó bằng 0 thì số đó chính là nghiệm. Vậy số thứ nhất là âm 3 nè, chúng ta thay vào nè, 2 nhân âm 3 là âm 6. Âm 6 trừ 6 chính là âm 12. Như vậy số âm 3 không được. Số 0 thay vào thì là 2 nhân 0 bằng 0 trừ 6 bằng âm 6. Vậy 0 cũng không được. Chúng ta thay số 3 vào thì chúng ta phát hiện 2 nhân 3 là 6, 6 trừ 6 bằng 0. Vậy rõ ràng 3 chính là nghiệm của đa thức. Số 3 là nghiệm của đa thức. Bx bằng x mũ 2 cộng 5x trừ 6. Chúng ta cũng lần lượt thay vào, chúng ta thay trừ 6 vào thì kết quả của mình bằng 0. Vậy trừ 6 là nghiệm. Thay trừ 1 vào thì 0 vọng bằng 0, thì trừ 1 không phải là nghiệm. Nhưng chúng ta thay 1 vào trong biểu thức thì 1 là nghiệm. Thay 6 vào trong biểu thức thì kết quả này cũng không bằng 0. Vậy Bx của mình nó có hai nghiệm, đó là trừ 6 và 1. Vậy muốn kiểm tra một số cho trước có là nghiệm của đa thức một biến hay không, ta làm thế nào? Vô sửa cái này luôn. Ta sẽ thay giá trị của biến cho trước vào đa thức. Nếu giá trị đa thức mà bằng 0 thì giá trị của biến đó chính là nghiệm của đa thức. Ở bài số 2, tìm nghiệm của các đa thức sau. Câu A, 2x bằng cộng 4. B, x bình phương trừ 3x. Như vậy để tìm nghiệm của đa thức đã làm thế nào? Chúng ta sẽ cho đa thức đó bằng 0. Thì đa thức này cô gọi nó là đa thức số 1. Chúng ta sẽ giải đi tìm x như sau. Chuyển vế trừ cộng 4 sang phải thành trừ 4. 2x bằng trừ 4, x bằng trừ 4, chia 2, x bằng 2, x bằng trừ 2. Và x bằng trừ 2 chính là nghiệm của đa thức 1. Đa thức B, x mũ, x mũ 2 trừ 3x bằng 0. Thì chúng ta sẽ phân tích như sau. X mũ 2 chính là x nhân x trừ 3x. Ở đây chúng ta phát hiện là tích thứ nhất trừ tích thứ hai
trong hai tích này có thừa số giống nhau, đó là x. X giống nhau thì chúng ta sẽ áp dụng tính chất phân phối, đưa x ra ngoài, phía trong của mình của còn sẽ còn là x trừ 3. Hai số mà nhân với nhau bằng 0 thì ta suy ra từng số bằng 0, x bằng 0 hoặc x trừ 3 bằng 0. X bằng 0, x trừ 3 bằng 0, trừ 3 chuyển qua phải là cộng 3, như vậy x của mình sẽ bằng 3. Như vậy suy ra x bằng 0, x bằng 3 chính là nghiệm của đa thức số 2. Như vậy muốn tìm nghiệm của đa thức một biến ta cần làm như thế nào? Chúng ta cho đa thức đó bằng 0, giải bài toán tìm x. Kết luận giá trị x vừa tìm được chính là nghiệm của đa thức đã cho. Bài số 3, chúng ta sẽ làm một bài toán trắc nghiệm x bằng trừ 2 là một nghiệm của đa thức nào sau đây? X bình phương cộng 4, x bình phương trừ 4 hay x trừ 2 hay 4x trừ cộng 2. Như vậy chúng ta sẽ thay x vào từng đa thức thì chúng ta phát hiện đa thức A không thỏa, đa thức B là thỏa, trừ 2x mũ 2 là 4, 4 trừ 4 bằng 0. Câu C là không được, trừ 2 trừ 2 bằng trừ 4. 4 nhân trừ 2 là trừ 8, trừ 8 cộng 2 bằng trừ 6. Như vậy chỉ có B. Hướng dẫn về nhà, các em hãy làm lại cộng trừ đa thức một biến bằng hai cách. Em cần biết cách chỉ ra một số là nghiệm của đa thức một biến, biết cách tìm nghiệm của đa thức một biến, còn vẽ lại sơ đồ tư duy của chương 4 để nắm lại toàn bộ kiến thức trong chương. Bài học đến đây là kết thúc. Xin chào các em, hẹn gặp lại.